Blake. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của FXA Entertainment. Và trong video này mình sẽ review cho các bạn một cái paraffin có tên là Lifeline Expand bản Little. Thì nói thế nào nhỉ, nếu các bạn đang follow kênh mình live page hoặc là trong group thì các bạn sẽ nhận được cái paraffin này miễn phí trước ngày 11 tháng 8. Tuy nhiên là hôm nay đã qua 11 tháng 8 rồi. Và bởi vì mình bận quá nên là hôm nay mình có một thời gian để review cái paraffin này được cho các bạn. Thì nói thế nào nhỉ, sau khi mình sử dụng thì mình cảm thấy cái plugin này là khá là hay và rất là tốt, đặc biệt dành cho các bạn đang làm nhạc trẻ này, làm nhạc EDM, làm nhạc điện tử mà bạn đang muốn âm thanh của bạn có một sự sáng tạo, một sự nổi bật, một sự khổng lồ, một sự gắn kết. Thì đây là một plugin cực kỳ hay giúp cho các bạn có thể gọi là, nói chung là làm những cái được những cái điều như trên. Thật ra plugin nào nó cũng khiến các bạn nổi bật hay ho thôi, đã làm review thì cái nào chả hay đúng không ạ? Tuy nhiên là nó đúng là hay thật, nhưng mà hay cho cái gì đấy, nên là mình mà nói là hay cho nhạc điện tử, hay cho nhạc pop, hay cho những khiến âm thanh nổi bật theo chiều hướng hiện đại. Còn nếu tất nhiên các bạn đang làm một bản nhạc vintage, một bản nhạc vintage hoặc là bản nhạc theo một cái phong cách nào đó lo-fi, lo-fi thì nó lại một kiểu khác rồi đúng không ạ? Vì thế là nó có mục tiêu của nó cả đấy, plugin nào cũng hay thôi, nhưng phải xác định được cái mục tiêu mình chúng ta dùng là cái gì. Vì thế là mình rất hay review plugin cho các bạn. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ vào video ngày hôm nay thôi. Thì là vẫn là câu chuyện là nói hay thì ai cũng nói được, nhưng mà hay như thế nào thì không ai biết ấy, kiểu đấy. Ok, thì bạn có thể nhìn thấy cái trang plugin Bullet Que có giá là $50 nhá. Đó, thì các bạn sẽ thấy là hầu như cái trang này thì nó sẽ luôn luôn tặng miễn phí cho các bạn các plugin quanh năm. Và nói thế nào nhỉ, mỗi tháng hình như người ta sẽ tặng các bạn một cái plugin miễn phí một lần ấy, khác nhau của các hãng khác nhau. Tại vì đây là trang mua bán mà. Và nếu các bạn đã quan tâm đến các plugin miễn phí thì các bạn có thể là like page hoặc là vào group để các bạn cập nhật những thông tin mới nhất về các cái plugin miễn phí này. Lỡ đâu các bạn thích thì các bạn có thể sử dụng để cho bản nhạc của mình. Plugin nào thì nó cũng hay thôi, nhưng mà dùng cho cái gì thì ai chưa nói đúng không ạ? Ok, thì đây là một bản rút gọn nhá. Thì như này, cái plugin này thì các bạn có thể search cái tên gọi là Lifeline Expand, thì các bạn có thể vào trang chủ của nó để các bạn có thể nghe những âm thanh demo ở dưới này. Thì đây là một bộ công cụ gồm multi effect gồm nhiều các công cụ khác nhau, nó xếp đặt với nhau, ví dụ như là format, grip, ream, wire, spec, đúng không ạ? Mỗi công cụ có một cái chức năng khác nhau, và khi chúng ta tổng hợp vào thì nó sẽ tạo ra một cái âm thanh nào đó mà bạn mong muốn. Tất nhiên là để sử dụng được nó thì bạn phải hiểu 5 cái công cụ này nó tác động như thế nào và cái cách kết hợp của chúng như thế nào, thì cái đấy cũng hơi đau đầu đấy các bạn, mình phải nghiên cứu kỹ một chút. Tuy nhiên là làm review thì cũng chỉ là review thôi. Ok, vậy thì đây là bản rút gọn nhé. Rút gọn thì bạn có thể mà ở cái mặt này thôi. Còn nếu mà bạn có cái bản full của nó ấy, thì nó sẽ có thêm một cái chức năng bổ sung bên trong, như kiểu side chain, mid side, nó full chức năng. Nhưng mà đối với mình mà nói thì đối với bản rút gọn này hoàn toàn các bạn có thể thế nào ạ, sử dụng nó hoàn toàn ok. Và bây giờ chúng ta sẽ mở phần mềm làm nhạc của chúng ta lên. Ok, bạn hãy nhìn thấy ở đây có 5 cái công cụ và chúng ta có thể bật tắt 5 cái công cụ này với nhau. Thứ hai, chúng ta có thể đảo vị trí của 5 công cụ này như thế này, như thế này. Đấy, cái này nó bị một vấn đề là khi ấn vào đây nó hơi bị treo hình đấy. Để chúng ta đảo các vị trí của các công cụ này với nhau để chúng ta có thể xử, tức là định tuyến tín hiệu lại của nó, cái nào dùng trước, cái nào dùng sau. Rồi, chúng ta sẽ có nút volume ở đây, âm lượng và cần báo âm lượng cho từng công cụ. Tức là sau khi chúng ta xử lý thì âm lượng có thể là bị vọt lên hoặc nó bị nhỏ đi, thì chúng ta có thể căn lại mức âm lượng của nó. Mỗi công cụ này đều có một cái chức năng gọi là lựa chọn cái tệp, tệp điều khiển của nó là gì. Đấy. Thứ hai, nó sẽ có chức năng là tác động. Cái mức tác động ở đây là mức tác động nhá, mức tác động. Ở dưới này là tone, tone là một dạng EQ. Ok. Ở đây là mix, mix tức là tỷ lệ độ trộn giữa âm thanh thực, tức là âm thanh thực đầu vào, và âm thanh sau khi nó được xử lý để chúng ta cân đối là mức tác động bao nhiêu. Reset. Đó. Ở đây reset là trả về các thông số ban đầu. Không reset. Đấy. Reset là trả lại về không có bắt đầu các bạn nhé. Bật lên này. Đấy, bật lên. Đấy, pick pick vào đây. Đấy, pick pick vào đây. Pick pick vào đây. Đó. Trả lại về thông số ban đầu của nó. Rồi chúng ta sẽ có ở đây, nó chính là âm lượng đầu vào, đèn báo âm lượng đầu vào, đèn báo âm lượng đầu ra. Có nút link nhá, lung link tức là bạn có thể kết đây. Đó, tăng lên thì giảm xuống, bỏ đi thì hai cái điều khiển độc lập.
Thì đối với mình rất thích cái trò điều khiển độc lập. Và đây là mic là gì? Mic tức là tỷ lệ âm thanh thực đầu vào đầu tiên và âm thanh được sau khi xử lý. Bypass là bật tắt, đúng không ạ? Ở đây có chức năng là có hình cái sóng này. Hình sóng này thì nó thế nào nhỉ? Đây là một cái công cụ gọi là digital. Tất cả các plugin nó là digital hết ạ, các bạn. Nhưng tuy nhiên là các bạn sẽ thấy là một số dạng plugin digital nó sẽ khiến âm thanh của bạn nó bị chói, bởi vì cái thuật toán chuyển đổi tín hiệu trong cái VST plugin nó là mã số nhị phân rồi, nên nó bị lỗi thuật toán. Phần mềm nào nó bị lỗi các bạn. Và chính vì thế là trong một số các plugin, ví dụ plugin này nó sẽ tích hợp cho các bạn một chức năng gọi là chỉnh sửa thuật toán đó, là khiến cho thuật toán nó đỡ bị chói. Như các bạn rất hay hỏi câu chuyện là làm sao âm thanh của em thu vào nó bị chói hay là gì gì đấy. Thật ra nó bị chói, nó bị khó chịu ở tần số cao ấy. Thì thật ra nó là thuật toán plugin thôi, và đó là cái cách chúng ta phân biệt giữa một thiết bị analog và plugin. Đó chính là chúng ta nghe ở tần số cao, nó có bị chói, nó bị xé, nó bị nát, nó bị không có tính gắn kết không, à nó bị nhòa không. Thì thường thường là plugin nó hay bị như thế, còn analog nó sẽ không bị cái kiểu dạng như vậy. Chính vì thế là khi chúng ta bật cái chức năng này lên, các bạn nhìn thấy là ở dưới này nó có cái dòng chữ nó thông báo luôn, đó chính là nó sẽ giúp cho âm thanh của bạn sẽ trở nên mượt hơn. Thì cái này là kiến thức thêm để các bạn có thể có những cái kiến thức thú vị thôi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ load lại cái plugin này theo kiểu default, thì bằng cách là chúng ta sẽ vào cái gọi là gì ạ? Cái này là gọi là gì ạ? Cái này là cái gì nhỉ? Preset đó. Bạn có thể nhìn thấy preset nó không chỉ dành cho nhạc cụ, nó còn dành cho cả giọng hát nữa. Vì thế bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó cho giọng hát nếu bạn cảm thấy thích. Và như mình nói, cái âm thanh của nó là âm thanh rất là hiện đại và mới. Vì thế là ok, mình đã bật lại chế độ bình thường của nó rồi. Và ở đây okay, bây giờ chúng ta sẽ test qua từng cái một. Mình sẽ tắt từng cái này đi như thế này. Tất nhiên như mình nói, đó chỉ là sự kết hợp, tức là thay đổi vị trí cái này với nhau, nó sẽ tạo ra cái âm hưởng khác nhau nhất. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào format là gì? Format, mình sẽ giới thiệu qua cái tên này đi cho nó dễ, đúng không ạ? Để các bạn nắm được là à, 5 cái này là cái gì. Format, format nó giống như kiểu là định dạng, hay còn gọi là nguồn cội. Ví dụ như là nguồn cội, cái định dạng của bạn là định dạng xuất phát từ analog, xuất phát từ digital, hay xuất phát từ cái việc xử lý nào đó. Hay là cái định dạng này cũng khi các bạn là sử dụng auto tune, các bạn thấy có chữ format này, nó định dạng bạn là người lớn hay bạn là trẻ em ấy, kiểu dạng như vậy. Bạn là cái gì ấy, thì nó lại định dạng nhé. Thì ở đây nó sẽ có rằng khoảng tầm 4 cái tệp định dạng, cái nào cũng có 4 tệp định dạng hết. Và bạn có thể nhìn thấy là khi chúng ta di chuyển các tệp định dạng này thì ở đây nó có các cái sự thay đổi, và bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng cái định dạng nó thay đổi, và cái hình minh họa nó cũng rất là hay nhé. Ví dụ như là tín hiệu ở đây là degrader, tức là nó là cái sóng 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 cong cong này, thì nó sẽ biến sóng của bạn thành cái đường gãy khúc, tức là nó sẽ thêm cái lượng biến dạng digital vào bên trong âm thanh của bạn ở dạng là bóp méo giảm lượng beat đấy. Bạn đã nhìn thấy ở đây, cái này đã nhìn cái hình minh họa là biết là giảm lượng beat và lượng giảm lượng separate rồi, nó liên quan digital rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy thấy là nó sẽ có cái reframe. Reframe tức là lấy lại mẫu, tức là sau khi bạn có một cái âm thanh, file âm thanh nó giả lập lại cái việc lấy lại mẫu và tăng cường mẫu, tức là bù đắp mẫu ấy, bù đắp mẫu. Chính vì thế là nó sẽ tạo ra hiệu ứng khác. Hai hiệu ứng này đều là hiệu digital lỗi. Nói thế nào nhỉ? Cái này nếu các bạn học về mastering hoặc là bạn đang xem các video liên quan đến mastering của trong kênh hội viên của mình, các bạn sẽ hiểu các vấn đề là sau khi âm thanh được chuyển đổi từ analog sang digital, nó bị các vấn đề liên quan đến đến phá hủy cái cấu trúc biến dạng âm thanh như thế nào. Thì đây chính là việc phá hủy và bù đắp cấu trúc âm thanh. Và chính vì thế là cái việc tái tạo này nó sẽ tạo ra biến dạng, mà như mình nói, đó chính là đấy, cái công cụ này này đấy, nó liên quan đấy. Và nó liên quan đến kỹ thuật hơi nhiều. Rõ với các bạn đã nhìn thấy là flat flat, tức là cái này nó giống như kiểu sóng oscillator, nó biến sóng bình thường của bạn thành một cái sóng kiểu pu, sóng pu giống synthesizer, và các bạn đã thấy là cái này nó giống như kiểu là một công cụ vocoder, biến giọng hát của mình nghe thì cũng như robot vậy, hoặc là âm thanh của mình kiểu đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ có là water, nó như kiểu sóng nước các bạn, biến âm thanh của bạn nghe như kiểu sóng nước. Ok, thì cái này chính là cái liên quan đến tất cả các này, thì được gọi là format này được gọi là digital, những biến dạng digital. Bên cạnh biến dạng digital, người ta sẽ có cái drift. Drift là cái thuật ngữ nó gọi là làm bẩn, tức là nó là biến dạng analog. Digital với analog khác nhau các bạn nhé. Digital là nó biến dạng nhờ cái việc mà giải phóng mẫu và sửa lại mẫu âm thanh, trong khi đó là analog là biến dạng thực tế, ví dụ từ tube nó thêm harmonic vào tần số của chúng ta. Và vì thế cái hai cái này cũng thêm harmonic nhá. Cái format này nó cũng thêm harmonic này. Harmonic này, nhưng mà harmonic này là lỗi do quá trình xử lý, cái nào cũng bị digital là bị thôi mà. Đấy, còn cái này là vấn đề vốn có của analog, vì thế là nó luôn tự nhiên, analog luôn tự nhiên, và nó sẽ có các cái biến dạng, ví dụ băng từ, biến dạng reflect, mình chưa biết reflect là gì, nó giống và phơ, phơ là kiểu
kiểu kiểu cái khuếch đại tín hiệu, à cái pedal effect của cái đàn guitar ấy. Đấy, phơ các bạn search ra thì các bạn sẽ thấy là chơi đàn guitar nó sẽ có công cụ phơ tạo sự biến dạng analog, nó tất cả là cái này đều là sự biến dạng các bạn nhé. Ok, và bên này là reamp. Reamp là gì? Nó sẽ tái tạo cái reamp là gì? Tức là nó sẽ tái tạo âm thanh của bạn nghe giống như đang được thu âm bởi thông qua cái amp. Tức là nào nhỉ? Loa của chúng ta đúng không ạ? Các bạn nên nhớ là âm thanh trong máy tính của chúng ta thì nghe một kiểu, nhưng mà khi chúng ta phát ra loa, mỗi loại loa khác nhau đúng không ạ? Loa máy tính này, loa điện thoại là nó khác nhau, nên cái âm thanh cuối cùng tổng hợp nó ra khác nhau, nó phụ thuộc vào cái màng của cái loa điện thoại hay là phụ thuộc vào cái cấu tạo của cái loa nữa, cái thùng loa nữa đúng không ạ? Vì thế ở đây nó sẽ có cái này device, loa cassette, ok, khiến âm thanh của bạn nghe giống như là cassette, khiến âm thanh của bạn nghe giống trên cabinet của cái đàn guitar, khiến âm thanh của bạn nghe như là trên loa monitor ở kiểm âm. Tất nhiên là nó sẽ kèm theo hiệu ứng boxy, tức là cái hộp của cái loa đó, và chúng ta sẽ có vintage, tức là nghe từ cái băng cassette theo kiểu máy phát băng cối to ấy. Đấy, cái này là nhỏ nhá, radio này, radio đúng không ạ? Bằng radio này, cabinet này, monitor và băng cối. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ có wise. Wise là công cụ mở rộng trường âm thanh, đặc biệt là synthesizer. Mình rất thích công cụ này, nó hạ cái công cụ này và công cụ này là mình cảm thấy rất ok, bởi vì nó giúp cho âm thanh, tức là tất cả công cụ đều ok đấy. Cái drip này cũng ok này, cái drip này cũng ok, cái drip này nó khiến cho âm thanh của bạn nghe nó bẩn nhưng mà nó không bị vintage quá. Vintage quá thì nó giống như kiểu khi các bạn sử dụng các plugin như kiểu của AD hay là của Wave plugin thì nó bị vintage quá, nó khiến cho âm thanh của bạn nó bị nghe nó cũ kỹ, nó không không sạch sẽ, trong khi là những cái digital kiểu như này người ta đã xử lý lại và nó khiến âm thanh của bạn nó mặc dù nó tên drip là bẩn nhưng mà thật ra nó cũng không bẩn lắm đó. Rồi chúng ta wide, wide thì nó sẽ có rất nhiều kiểu wide, đó chính là mid-size, return và mono, biến âm thanh của bạn trở thành mono, biến âm thanh của bạn trở thành một cái sóng kiểu wow 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 hiệu ứng dựa trên delay mà. Rồi một cái mid-size khiến âm thanh mở rộng theo kiểu mid-size chung giữa và hai bên, và hash đó chính là khiến âm thanh của bạn nghe hiệu ứng hát delay, hiệu ứng mở rộng âm thanh mono. Rồi chúng ta sẽ có là space. Như các bạn biết, space là không gian, tức là reverb của chúng ta đấy. Bắt đầu có reverb horn, reverb pallet, reverb spring và reverb slab. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nghe âm thanh được xử lý qua một tiếng trống cơ bản thôi. Mình sẽ tắt nó đi và các bạn sẽ nghe tiếng trống cho nó dễ cảm nhận nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có là format trước. Đây là âm thanh gốc của bạn. Và bật lên, bạn thấy là meter điều khiển đầu vào, meter điều khiển đầu ra, bạn có loop mic đúng không ạ? Âm thanh gốc, âm thanh 100% được xử lý bởi cái format này, và bạn chọn crunch để nghe tác động của nó. Mình hay đẩy cao này lên, bạn có thể thấy rằng là đó, khi âm thanh của bạn là một cái sóng bình thường, nó phá vỡ cấu trúc theo dạng digital và tone, khiến cái cấu trúc phá vỡ này sáng, tức là tác động phần sáng hay tác động ở phần tối, hãy nghe cái âm thanh của nó đó. Ok, tác động ít, tác động nhiều, tỷ lệ trộn đó. Tiếp theo là mình đẩy cái lên và mình sẽ chuyển sang cái khác. Resame, lấy lại mẫu của nó. Plus, khiến bạn gãy khúc đúng như cái hình vẽ thôi. Đó, lên như mình nói đó, là nó rất hợp phù hợp cho các bạn sử dụng nhạc thế nào ạ? Nhạc hiện đại, pop, thêm sự sáng tạo như kiểu EDM. Và nói chung là mình rất thích cái công cụ này bởi nó tạo sự sáng tạo rất rất ok la nha các bạn nhá. Nó thêm một cái sự rung cảm nhẹ với âm thanh. Giả dụ cũng là tiếng trống này, nhưng nếu cùng âm thanh này các bạn nghe thấy rất lố bịch đúng không ạ? Bạn chỉ cần giảm nó xuống. Một cái rất bình thường thôi. Đó, tinh tế nhẹ nhàng, nó biến âm thanh của bạn thành một cái thứ mới lạ, rất nhẹ thôi, khiến âm thanh của bạn một cái thành một thứ mới lạ, đặc biệt
đó, chỉ riêng mình bạn mới có. Cái này đấy là cái dưới quan điểm của một người làm nghệ thuật thì mình thích cái sự độc lạ bình dương hơn là cái việc là chính thống. Tất nhiên là nếu như các bạn đang muốn tức là nếu bạn muốn sáng tạo, nhưng mà sáng tạo phải phải các bạn phải học nền tảng nó tốt thì bạn mới sáng tạo được. Theo mình quan điểm là như vậy. Nên là khi mới các bạn mới học cái vấn đề liên quan đến thu âm mixing, hay là bạn liên quan đến sound design, làm nhạc hoặc là chế cháo những cái gì hay ho ấy, thì tốt nhất theo mình nghĩ các bạn nên học cơ bản trước. Và đó là lý do tại sao mình hay sử dụng tiếng trống để mình làm review cho các bạn, tại vì tiếng trống chúng ta nghe nó không có tiết, không có cao độ, nó chỉ có một loại cao độ thôi, nên các bạn có thể dễ dàng nghe cái tác động của nó trong cái việc xử lý. Còn tất nhiên là trong khi chúng ta xử lý các cái bằng các cái công cụ khác thì tất nhiên là nó sẽ có quá nhiều cái tác động vào, nào là cao độ, nào là tiết tấu. Đôi khi mình làm một số cái video mà review plugin ấy, mình cho giọng hát của anh vào, giọng hát của mình hay quá, thế là người ta cũng chẳng nghe thấy được cái sự tác động gì đâu các bạn. Người ta chỉ thấy giọng hát hay thì người ta vỗ tay bảo là plugin hay thôi, có khi là mình chỉnh linh tinh đấy. Đấy nó lại là vấn đề như thế. Vì thế là mình hay sử dụng các plugin, hay là sử dụng các cái đơn giản để các bạn có thể là dễ cảm nhận được, chứ còn vào cái âm thanh kia thì đấy là kiểu đấy. Ok, chúng ta sẽ có là đây là digital, các bạn đã nghe âm thanh rồi, rất là sáng tạo, rất là hay, và tất cả biến dạng đều là biến dạng digital, rất là thú vị. Tiếp theo là chúng ta sẽ có drip, biến dạng nó giống như kiểu là analog như mình nói. Chúng ta sẽ có đầu tiên là băng từ, mình để drive lên. Hay không? Tất nhiên nó là sáng tối, đúng không? Các bạn thấy giống hip hop năm 1900 bao nhiêu luôn. Nó cực kỳ, cái âm nó cực kỳ đúng. Rồi break, burn, stop, bạn hãy nghe cảm nhận âm thanh. Và ở đây sẽ có một cái mẹo cho các bạn, nếu các bạn đam mê bộ môn analog thì các bạn thấy rằng là cùng một thông số này, hãy cảm nhận cái âm của nó. Túp xé phần cao nhưng âm lượng của xé phần cao rất nhỏ, chủ yếu là xé phần trầm và hơi cách. Táp xé phần cao nhiều hơn, mịn hơn, mịn nhé, mịn, và thổi phồng không khí nhiều hơn, phá vỡ cấu trúc theo dạng điện thông thường. Further, pedal hiệu ứng guitar. Cái hiệu ứng này là do bốt âm thanh lên, tức là tăng to âm thanh lên, âm thanh bị quá tải trong dòng điện. Cái này hơi khác nhau một tí, cái này là nhẹ hơn này, cái này mạnh hơn một tí. Hai cái này thì cái gọi là cái kiểu tác động nó giống nhau. Thì trong cái cuộc sống của chúng ta hay gặp ba dạng biến dạng, một là biến dạng do bóng đèn, túp, hai biến dạng do táp, ba là biến dạng do làm bóp méo dòng điện bằng cách tăng dòng điện lên. Thì ở đây là tăng kiểu bình thường và đằng đây là tăng kiểu quá đáng. Đó, thì các bạn nghe nghe thấy một kiểu điều rất đơn giản, đó chính là túp nó tập trung nhiều cái biến dạng hơn vào phần trầm và tăng cường biến dạng, nhưng mà nó lại rất là hát, tức là tạo cái cú vỡ nó rất là khó chịu, đúng không ạ? Vì thế là khi chúng ta sử dụng túp thì thường thường là sẽ khiến âm thanh nghe trở nên ấm hơn, và đặc biệt hay sử dụng cho cái nhạc cụ trầm, ví dụ kick bass. Đấy là cái mẹo này cho các bạn. Tiếp theo táp, các bạn để nghe thấy là nó thêm e, thêm sáng, nhưng mà rất mịn. Và đó là lý do tại sao mà rất nhiều bạn sử dụng các công cụ làm e hay là mấy mà nó không sáng ấy. Tại vì đơn giản là các bạn ấy đang sử dụng sai cơ chế. Các bạn sử dụng táp thì nó sẽ ok hơn, bởi vì nó rất là mịn và nó rất là thực. Nhưng mà tuy nhiên nó vẫn theo, nên nhớ là nó sẽ theo một cái lớp bụi. Vì thế là nó vừa được cái nọ mất cái chai đó. Thì tất cả cái này nó cũng thế thôi. Thì với một công cụ exciter thì mình nghĩ rằng cái việc thêm táp này nó dịu hơn cái việc exciter và nó vintage hơn. Rồi tiếp theo có bút lên. Bút thì nó thế nào nhỉ? Nó chỉ đơn giản là to lên rồi nó vỡ thôi. Cấu trúc rất đơn giản và rất phù hợp dành cho synthesizer. Ví dụ bạn đang có một cái synthesizer bạn muốn mạnh hơn thì có lẽ là dùng cái này. Còn cái này thì rất phù hợp cho nhạc cụ sống này, túp này, bát táp, rất phù hợp cho nhạc cụ sống, tùy vào nhạc cụ chúng ta sử dụng, trầm và cao sử dụng. Vì thế là âm thanh của bạn sẽ có sự sạch sẽ khi bạn sử dụng đúng. Rồi, reamp. Ví dụ như là như mình nói, đó chính là reamp sẽ khiến âm thanh của mình nghe giống như là trong cái loa được thu âm bởi qua cái loa. Ví dụ ở đây là radio ạ, thì mình sẽ nghe thì tiếng trống của mình nghe giống như được phát qua radio. Mình 100% đấy, cho rõ.
S là tuổi thọ, già dần nó càng yếu dần. Đó, cabinet. Mình thấy cái ban cabinet này rất hay. Nó khiến cho cái tiếng, ví dụ như mình tí nữa mình có cái tiếng guitar bay mà mình cho thêm cabinet vào thì đúng tiếng cái guitar bay của mình nó giống như kiểu là được thu qua cái am thật sự của nó. Rất hay. Monitor và băng tối. Đó. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ wide, mở rộng âm thanh. Thì ở đây là mở rộng âm thanh theo kiểu gì? Thứ nhất là bạn sẽ thấy là âm thanh được chia thành hai luồng một cách rất rõ rệt và trái phải một cách rất rõ rệt. Tuy nhiên, hiệu ứng hát delay là hiệu ứng copy, kiểu dạng delay, nó là delay mà nó copy ra, nên là đôi khi nếu hát thì rất phù hợp cho âm thanh mono. Còn tiếng drum đây là mình đang được xử lý theo stereo rồi, nên các bạn ấy nhìn thấy là nghe thấy âm thanh nó bị lệch trục, tức là cái tọa độ tiếng kích của mình nó bị lệch sang hẳn một bên ấy, nó bị lệch trục. Nên là thường thường là các cái chế độ wide hát này này bạn nên sử dụng nó cho âm thanh mono đó, thì nó phù hợp với việc là bạn gửi send hơn là cái việc của bạn áp dụng trực tiếp, nên cẩn thận điều đó. Bạn thấy là tiếng kích mình đang ở giữa đẩy ra, tiếng kích bị lệch trục, và đó là cái điều mà mình cảm thấy là, nên là các bạn sử dụng cái công cụ nó cũng phải đúng cái vấn đề của nó, nếu không sai là sai tất đấy. Rồi, hiểu sai ngay đấy, mid sai ở giữa và hai bên đó, nó cũng bị lệch trục. Đáng ra là cái bộ trống thì nó sẽ có tum, có lá, nó làm quanh 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 như thế này, nó tụ hết vào giữa và nó ra, nên là bị sai vấn đề đấy các bạn nhé. Nên cái này các bạn phải làm rất cẩn thận, nên mình nói là cái này rất phù hợp cho bạn sử dụng synthesizer hoặc là nhạc cụ ảo, nhạc cụ điện tử, tại vì sóng của nhạc cụ điện tử và sample này nó khá giống nhau ở hai cái track, mặc dù track nó stereo. Cái tune âm thanh bị méo mó đi, nó tune lại cao độ mono tất nhiên rồi. Nó rất phù hợp với các bạn sử dụng cái gọi là nhạc cụ điện tử, tập trung vào phần cao nhiều hơn, tập trung phần trầm, nó làm cái EQ thôi. Rồi space, horn, ham. Wow, viên tề đúng không? Đó. Nó rất là kiểu basic đơn giản, mà âm nó ra rất là đúng, rất là dễ hiểu luôn. Bless. Spring, nó so. Tất nhiên âm lượng đầu ra đầu vào, giải tần số tác động, mic, wide. Đó, thì ở đây sau khi mình đã giới thiệu qua cho các bạn để các bạn nghe thấy âm thanh rồi, thì ở đây mình đã xử lý qua một số cái, ví dụ như là tiếng trống ở đây. Thì tiếng trống ở đây thì theo cái cách suy nghĩ của mình nhá, thì mình chỉ sử dụng đó chính là drift và space thôi. Các bạn hãy nghe thấy, ở đây mình tắt cái này đi, mình chỉ thêm một chút thôi. Đó, ví dụ thế. Bỏ space đi, bỏ drift đi, âm thanh rất bình thường đó. Thêm một chút gọi là phần trầm vào để tiếng kích của mình nổi bật hơn. Thế này thôi, đúng không ạ? Vừa phải thôi để giữ lại âm thanh gốc, thêm không gian lớp đằng sau. Tắt đi. Đó, rất rất là well. Còn đấy của mình có tiếng bass. Tiếng bass của mình sử dụng riff và space, tại vì nó là nhạc phần trầm, mình muốn cho phần trầm nó được tốt hơn. Đó, mình tắt đi. Có một chút gọi là độ quyện,
và tiếng B của mình nó tốt hơn. Các bạn hãy nghe thấy tiếng B nó khá là cục, thêm chút không gian cho mềm hơn, thêm một chút drift để cho tiếng bay nó tập trung vào phần trầm nhiều hơn. Vừa vừa thôi, mình thì hay kiểu để vừa, mình không để quá đáng như này. Để chỉ để mình hay để kiểu dạng như là đủ vừa đủ để cảm nhận thấy, chứ mình không không sử dụng theo kiểu là phá cấu trúc nó nhiều quá. Ở đây mình sử dụng bốn công cụ đúng không ạ? Tắt đi. Wow, tuyệt vời đúng không ạ? Đúng không ạ? Hay đúng không ạ? Tuyệt vời, thuyết phục đúng không ạ? Quá thuyết phục luôn. Như mình nói là công cụ này cực kỳ giúp các bạn có thể sáng tạo. Ở đây mình dùng băng từ, tại vì mình thấy tần số cao mà, nó làm cho cái tần số cao nó sắc hơn và nó mềm hơn. Đúng không ạ? Nổi bật hơn đúng không ạ? Không phải dùng EQ, preamp, khiến nó như được phát qua kiểu một cái máy băng cối và nghe là kiểu là lo-fi, lo-fi spec. Wow. Và wide. Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi ở đây string thì mình không làm gì cả. Và các bạn hãy nghe thấy, bây giờ mình sẽ bật tất cả cái này lên. Và phải nói thế nào nhỉ? Drum, đây có đúng 3 cái mình dùng thôi. Và mình sẽ play bản nhạc, mình sẽ tắt đi hết. Và mình sẽ bật lại nhé các bạn nhé. Đó, mình sẽ bật tắt đi hết và bật lại nó. Bạn sẽ cảm nhận về không gian. Ok, thì video này kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Và đi làm sau nhớ like, share, subscribe cái channel của mình để xem nhiều content nhé. Xin cảm ơn các bạn. Thì mình cảm thấy video này cũng khá là ổn đấy. Chẳng biết có ổn hay không. Để ủng hộ kênh, các bạn còn tham gia hội viên, sử dụng dịch vụ và mua các sản phẩm trên kênh. Hiện tại, kênh cung cấp các khóa học từ lý thuyết đến thực hành, thu âm, mixing và mastering, các tài liệu phụ đề tiếng Việt đến từ các hãng nổi tiếng và nhiều sản phẩm khác. Đến với kênh hội viên, các bạn được nhận kiến thức tiêu chuẩn nhất do kênh FPA thực hiện với giá cả phải chăng nhất.